Chào các bạn. Hôm nay mình chia sẻ với các bạn về cây sung bonsai mini. Trước mặt các bạn đây là một cái cây sung bonsai mini của mình. Cây này là từ cành dâm các bạn ạ. Em đang cho quả. Mình dâm cành này cũng được vài ba tháng rồi. Hiện nay thì các em đang cho quả thì mình tổ chức thay đất chuyển chậu cho em. Đấy. Mà các bạn cùng tham khảo. Cây chỉ cao khoảng tổng thể chỉ hạ khoảng 20 cm thôi. Nhưng mà độ to lớn thì cây em chỉ bằng cái đầu đũa thôi các bạn. Các em đang cho quả. Thế thì không để làm mất thời gian của các bạn thì mình cũng tổ chức đất và chậu mình thay đất luôn cho các em. Sau đó thì mình sẽ quay chi tiết cận cảnh để các bạn cùng chiêm ngưỡng. Mời các bạn cùng thay đất với mình. Báo cáo các bạn ở đây thì mình hôm nay mình dọn cái sân này. Đấy. Thì mình có cái đất này rất là tốt các bạn. Nó vừa là mùn rồi rễ cỏ này các loại rất là tốt, rất là tơi xốp. Trong cây này vào thì rất là tuyệt vời. Còn là khi các bạn trồng cái chất đất nào thì cũng rất đơn giản, với cái sung nó cũng dễ sống mà. Khỏe. Nhưng mà trong cái phần này thì có các bạn là nó có phần cả cái cho than mà mình đốt các cái rác cây các thứ thì có các bạn thì nó có phần kali nó cao, thì có các bạn sau này thì các em ra quả sẽ tốt hơn.
Và mình cũng đã thay đất xong cho các em. Đấy. Và bây giờ thì mình sẽ đến lấy nước. Đấy. Thì mình pha một chút N3M vào mình tưới cho các em cho nó khỏe sau khi sang cái môi trường đất mới. Đấy. Bây giờ mình sẽ đi lấy nước để tưới cho cây các bạn nha. Và báo cáo các bạn thì hiện ở đây nó có một số ít cây rêu. Thì mình cũng trồng luôn cho các em. Để cho cái nay mai mình thứ nhất nó giữ mát gốc, thứ hai là trông nó cũng đẹp hơn, sinh động hơn. Cái thứ ba là khi mình tưới thì đất nó không bị trào ra ngoài, nó đỡ bẩn. Đấy. Bây giờ mình sẽ tưới cho các em. Mình cũng vừa mới làm rụng mất quả. Đấy, không sao. Nhưng ở đây thì các bạn thấy là đang các em đang cho quả đây. Đấy. Tương lai sẽ rất là đẹp. Đấy, và đây là những cái dâu quả nhỏ nhỏ. Đấy. Rất là tuyệt vời. Thế thì vào chậu này này mình chậu chuyển trồng nghiêng đi cho em như thế này. Đấy. Mình trồng nghiêng khoảng 45 độ. Thế thì nay mai mình sẽ uốn ngược cái phần này thì cây nó cũng sẽ có cái cung mềm nhất định. Đấy. Nó sẽ không bị đơ các bạn. Thế thì quá trình sau này phát triển lên và uốn nắn thành cây nó như thế nào thì mình sẽ tiếp tục cập nhật sau với các bạn. Bạn thấy đã những cái dâu quả các em đang ra. Thích mắt. Cây rất nhỏ các bạn. Đây là cành dâm. Còn bạn nào nói mà cây mà từ hạt mà trồng gần một năm mà cho quả thì mình không tin đâu các bạn. Mình trồng rất là nhiều cây từ hạt rồi. Đấy. Cái điểm thứ nhất của cái cây từ hạt nên nếu các bạn cấm ngọn thì nó sẽ không có độ cao nhiều như thế này. Đấy là cái điều thứ nhất. Cái điều thứ hai là các bạn chơi sung thì các bạn sẽ để ý thế là khi cây trồng từ hạt thì cái đoạn gốc nó sẽ nở rất to rất là nhiều. Nó có củ mà. Nó nở to và các cái mắt lá, các cái vân ở cái đường sát gốc này nó sẽ dày hơn rất là nhiều. Đấy. Cho nên là các bạn qua ngắt lá ngắt gọn rồi là ép quả kiểu nọ kiểu kia thì báo cáo các bạn cũng sẽ thấy rằng cái phần gốc này nó sẽ nở rất là to đấy. Chứ nó không nhỏ mà thẳng đều như thế này đấy. Bạn nào nói mà cây mà nhỏ mà thẳng đều như này mà nói là cây hạt là hoàn toàn không đúng được các bạn nhé đấy. Đây là cành dâm các bạn. Và mình cũng ép cho các em ra quả. Tóm lại thì cây nhỏ thì báo cáo các bạn thì nó cũng còn ít mầm, nó nhàn hơn. Nhưng mà cây to báo cáo các bạn là ép quả, cây sung vất vả lắm các bạn ạ. Thế thì hôm nay mình thấy cái cây sung dâm
nhỏ thì nó cho quả. Thì mình thay đất chuyển chậu cho em, thì cũng cập nhật chia sẻ cùng các bạn. Đấy. Đấy, bây giờ thì cũng đã xong, thì mình cũng không làm mất thời gian của các bạn nhiều, thì mình cũng xin được dừng video tại đây. Chúc các bạn xem video vui khỏe, hạnh phúc và thành công. Đặc biệt đối với các bạn đam mê sông bonsai thì các bạn là toại nguyện như ý. Hẹn gặp lại các bạn trong video sau. Xin được tạm biệt các bạn.